Tripper bán liền kề rất đẹp với nhà để xe gần với tất cả các dịch vụ. Tòa nhà được duy trì và cải tạo rất tốt trong những năm qua, nó là một tòa nhà chìa khóa trao tay, không có gì để làm. Nó cung cấp 2 năm 1 phần 2 đã được tân trang lại cũng như 3 1 phần 2 đã được tân trang lại. Ban công mới với đường dốc bằng nhôm màu trắng, nâng cấp mái vào năm 2021.